Em tiếp tục giới thiệu đến quý vị một mẫu đèn trang trí rất là đẹp quý vị nhé. Em nó vừa là đèn trang trí phòng khách cũng như là bàn hay là kệ tủ loa cũng như là phòng ngủ đều được hết quý vị nhé. Được thiết kế hoa văn rất là đẹp. Đây, những cái nốt hoa này cảm giác như kiểu là nút khảm đá quý vị nhé. Nó ra những chất màu khác nhau độc lập luôn nhé. Đây. Báo cáo quý vị là trên thị trường bây giờ thì cũng đang xuất hiện một số này, em xoay tròn này. Em có thể xoay tròn thoải mái quý vị nhé. Đang xuất hiện một số mã đèn nó cũng giống như này. Nhưng mà cái quan trọng nhất là em cái trang bán hàng của em thì em rõ luôn rồi nhé. Cái quan trọng nhất là quý vị mua thì quý vị phải hỏi rõ là chóa này là bao nhiêu và chiều cao là bao nhiêu nhé. Không có những cái đèn như này là tầm toàn trên 4 triệu một cái. Mà quý vị thấy họ bán 2 triệu 8, 3 triệu rưỡi là quý vị dính đèn là cái chóa nó rộng có 28 đến 30, hơn 30 phân là quý vị về rất là xấu quý vị nhé. Bởi vì tại sao? Khi đặt 28 đến 30 phân thì nó chỉ to hơn cái bình dưới này một tí. Nó tụt xuống cảm giác khi mình kê giữa một cái phòng khách hay phòng ngủ nó tự nhiên nó thọt lỏng. Nó thọt lỏng ở đâu ấy? Nó không đẹp. Nhưng mà khi online thì họ lại có nghĩa là khi họ online ấy, thì họ lại không giới thiệu về kích thước mà họ cứ quay gần vào này. Thì quay gần giáp vào điện thoại thì ai cũng thấy to quý vị nhá, nên quý vị phải nhớ rõ giúp em. Không phải là tự nhiên tôi thấy cái bên kia bán cái này giống giống mà giá rẻ, quý vị không hỏi rõ là quý vị mua vào là quý vị dính đấy nhá, nên là không có cái gì tự nhiên nó rẻ quý vị nhá. Đấy, hôm nay em sẽ báo cho quý vị xem này. Đây là chiếc đèn trang trí rất là đẹp, nó vừa là đèn ngủ, nó nhìn cảm rất là ấm cúng khi ngủ. Đây nhá, em chọc thẳng xuống mặt bàn là chân của nó nhá quý vị nhá. Quý vị nhìn này. So ngang sang bên kia này, trên nóc bên kia em nó 69 đến 70 phân quý vị nhé. Đây em cho đúng em nóc nóc chỉ bên kia quý vị nhìn 70 phân đấy. Đây nó tầm 69 70 phân quý vị nhé. Đấy là chiều cao nhé, 69 đến 70 phân của cái đèn được chưa. Quý vị đợi em một chút, em cho cái thước này lên. Đây xong tiếp tục nữa này. 69 70 phân em đo từ cái mép cạp bên này em kéo nhé, này cạp mép bên này nhé. Đây quý vị nhìn nhá, em mắc này cạp mép bên này nhé, bên này sang đến bên đây nhé quý vị nhá, nhìn đúng giữa luôn nhé. Này 41 42 phân quý vị nhá, này 41 phân hơn một tí được chưa. Đấy quý vị phải nhìn là cái chóa này này, nhớ nhá, cái chóa này nhá nó phải trên 40 phân hoặc 40 phân trở lên nhá thì mới được nhá quý vị nhá. Đây thiết kế này nhìn rất là đẹp quý vị nhá, với hai bóng này quý vị có thể giật tắt này, tắt bớt bóng này bên này này, tắt bớt bóng ok chưa quý vị nào, quý vị có thể tắt bóng ở đấy. Đây dưới bóng này chân quỳ phía dưới này nhá. Đây quý vị tắt bóng nhá, lại giật lại sáng này được chưa. Đấy quý vị nhớ nhé, nó phải như thế nó mới đẹp. Đây phía dưới thiết kế chân quỳ rất đẹp quý vị nhé, chứ còn không phải là cứ thấy là chụp ảnh lên cứ giới thiệu online, chụp Zalo Facebook lên cứ ào ào không nói kích thước gì, ôi thấy cứ 2 triệu 8, 3 triệu rưỡi quý vị mua vào, hoặc là 3 triệu 8 ở gà quý vị ăn dính như nhé. Nên quý vị tất cả bọn em bán hàng bây giờ rõ ràng công khai, và cái công khai nữa là công khai giá luôn, giá của một chiếc đèn là 4 triệu rưỡi một chiếc quý vị nhé. Nói thật là cho vào phòng ngủ quá là sang trọng luôn. Đây là em đang quay đặt cái bàn uống nước rất là nhẹ nhàng. Mà đây là ở cái khu nhiều nhà các bác, các phòng khách ấy, phòng khách phòng ngủ nhìn nó sang trọng lắm. Đặt vào những phòng khách phòng ngủ thì em nói thật là không không biết nói thế nào cả. Chứ còn em thật đấy, em đặt đây nhìn nó chả có cái gì cả, nhìn nó thế này, đặt vào những khu không gian của các nhà các bác nhìn nó quá là đẹp luôn, nó thành một cái không gian nó rộng, nó thoáng, chiếc đèn nó rất là nổi nhá. Còn bán hàng thì ai cũng khoe hàng của mình. Nhưng mà khoe gì thì khoe, nó phải rõ, có nghĩa là kích thước, chất lượng hàng hóa phải rõ nhé. Cái thứ hai là em nó chạy cắm thẳng điện 220 quý vị nhé, công tắc tắt tổng này nhé, tổng tắt tổng nhé quý vị nhé, tắt tổng này. Ở trong này lắp thiết bị bóng led quý vị nhé, bóng led nó bằng ngón tay này thôi, nhưng mà bóng led để nó tiết kiệm điện rất là tốt, không tốn điện nha quý vị nhé. Còn những cái bóng này nó một vài watt không nói chuyện đấy, đấy chứ quý vị bóng led hết nhé, rất là ấm.
mà mùa này là mùa ấm thôi, dùng những cái đèn này là rất ấm á. Đây em soi chi tiết kỹ cho quý vị nhé, nhìn kỹ giúp em nhé. Đây đấy, còn hoa văn thì là rất là hay, rất là đẹp. À, nhiều bác thì đây bác nhìn đây, hoa văn nó rất là ấm cúng nhé. Màu vàng đây, quý vị thấy rồi gì, quá là đẹp nhé. Quý vị nhớ nhé, tất cả giá thành nó liên quan đến chiều cao và cái chóa nhé, cái chóa rộng nhé. Nên quý vị nhé, còn bởi vì là ví dụ như là ở trên hình ảnh người ta chụp, người ta cứ để gần như này đúng không, người ta đẩy máy ảnh vào người ta chụp xong tôi báo hình ảnh, cứ hình ảnh các bác nhìn là các bác không biết kích thước bao nhiêu nhé. À, giá 4,5 triệu một chiếc nhé các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp đến số 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn.